ai à, đây có cây dúi đấy. Các bạn ngắm cây dúi này, sao nó đổi màu gớm nhỉ. Kỳ lân du xuân, dương kỳ lân đây, đổi màu hết nha. Đây. Các bạn xem bộ răng này. Chất lượng quá đỉnh. Dương kỳ lân. Con lá này nó đang vàng. Là lá ấy. Ta xem phía bên này nha. Xem phía bên nào. Kỳ lân du xuân. Đây là tác phẩm Long Ẩn Vân. Cây này tôi cũng đã ghi hình với triển lãm cho Minh Bình. Đẹp. Đợt này có thêm một vài cái đường nét phối hòa nhịp vào với cây Long Ẩn Vân. Đúng là nhà nhất mẹ nhỉ con. Ra đây thì một tác phẩm đại cũng đẹp. Cứ bay xanh quê rất rẻ, rất là vô vui già vui đẹp. Cái đường đường dài cái đường dài như này đang lên lên phải trên cái chuôi này. Tác phẩm dưới danh gia vọng tộc của anh Thành Minh Bình. Cây này mới cắt lại bông rong cho nên nhìn nó hơi nhỏ nhỏ. Đây là cây dúi người đẹp thành tuyên của nhà vườn Sản Huy Tuyên Quang. Người đẹp thành tuyên. Phần bóng này các bạn. Đây thì công viên cuối đá là cái nhà hàng rất lớn nằm tại cái sân khấu. Thế thì có một nhà hàng như vậy, cho nên là công ty là có một thứ nhất rất lớn như thế này, là chúng tôi không bỏ qua thứ về công ty đã đầu tiên. Sản phẩm Tuyên Quang, người Việt đầu tiên. Là một sự hợp đặc biệt giữa du lịch xanh, hướng phát triển mới của du lịch 2023. Cái này à, đáng yêu từ mặt xuống quá thạch luôn. Cái này đây cái bóng của người đẹp thường tiên còn cây đường
Vâng, và các bạn đến với cây dưới Bách Thụ Kim Quang của anh Phạm Minh Tuấn. Cắt đoạn giữa được không? Hả? Không được. Đây đi từ kia đi lên. Không được. Đường chạy đẹp. Hay còn gọi là mô hình 3F. Dạ em biết đấy, nhưng mà đường chạy được đấy. Chạy ra mà từ khâu nuôi trồng trang trại đến khâu chế biến và tiêu thụ. Mô hình 3F đòi hỏi sự đồng bộ từ khâu làm giống sản xuất ăn trong nuôi, chế biến và tiêu thụ. Ba lạ đúng không? Đường thân chạy. Có làm đây này, mà nó nối này, thân loạn. Thân lên nó nối đang chéo sang. Trên cái cổ ngoạn nhỉ? Có chịu thật đấy. Cái này nó là thiên đạo. Bên đạo bên nhà bên bên đấy gì đấy nhà bên Thuận Vi Garden trên mạng xem đi, đây chính là điều mà chủ đầu tư hướng đến. Đúng nhỉ, là chuyện thân pháp mà u cục như này thì là nhiều cây có, nhưng mà nó đan thân như này, đan thân những cái đường như này quá chịu nhỉ, quá hiếm luôn. Tay cành này là cái khó, tay cành thì mới thôi, nhưng mà gốc thì quá khủng. Bách Thụ Kim Quang. Đây hàng hàng độc này. Vâng. Phía sau của Bách Thụ Kim Quang các bạn nhé. Mời các bác lên vận hình. Đấy, có một chút gì đó cũng về tích của mình thành cái mẫu tử. Đấy, cái mẫu tử đặt nó đủ được gần được. Đấy, đi con đèo con kia ngoài. Các bạn ngắm tổng bóng từ xa cây Bách Thụ Kim Quang đẹp quá. Thank you.